Xin chào các em, chị là chị Như Vlog. Sở thích hồi nhỏ của chị là chơi đồ hàng nè, nấu ăn nè, nặn đất sét nè, và nhất là cắt búp bê bằng giấy đó. Vì hồi đó chị đâu có điều kiện để mua nhiều búp bê chơi đâu, nên chị đã dùng nhiều mảnh giấy nha, cắt ra thành nhiều loại búp bê để chơi nè. Tự mình thiết kế những bộ quần áo mà mình thích đó. Ví dụ là mình thích màu nào nha thì mình tô màu đó nè. Mình thích kiểu tóc nào thì mình vẽ ra những kiểu tóc đó. Mình thích đôi giày mẫu nào thì mình thiết kế ra mẫu đó. Thích lắm luôn á các em, mà lại tiết kiệm chi phí cho ba mẹ nữa đó nha. Đó, thì bây giờ video tiếp theo này chị Như sẽ hướng dẫn cho các em thiết kế và vẽ những bộ quần áo xinh xinh yêu yêu và thật dễ thương nha. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Đầu tiên, chị sẽ đo kích thước của búp bê. Sau đó, chị dùng bút chì để vẽ những mẫu quần áo mà mình đã tưởng tượng trong đầu nha. Rồi, tiếp theo, chị sẽ dùng cây viết bi đen này đồ lại cho đậm nha. Các em đừng sợ mình vẽ xấu, vì đã ai sinh ra mà vẽ đẹp đâu đúng không? Đây cũng là lúc chúng ta tập luyện những kỹ năng. Xong rồi, giờ thì chị và các em cùng tô màu nha. Các em thích tô màu nào? Chị thì thích màu xanh, nên chị sẽ tô cái yếm này màu xanh nha. Tiếp theo là chị sẽ tô các hoa màu vàng nha. Và cái nhị hoa màu cam. Ta-da! Các em thấy dễ thương không nè? Bây giờ chúng ta sẽ cắt nha.
Rồi, chị đã cắt xong cái yếm cho búp bê rồi các em. Bây giờ chị sẽ mặc cho búp bê nha. Rồi, tiếp theo chị sẽ làm đôi giày cho búp bê nha. Chị đã mang đôi giày cho búp bê rồi đây. Tiếp theo, chị sẽ làm tóc cho búp bê nha. Đầu tiên, chị cũng đo kích thước của búp bê. Chị sẽ dán lại bằng băng keo trong ha. Xin chào các bạn. Hôm nay, nhờ chị Như mà mình đã có thêm một bộ quần áo mới thật xinh nè các bạn. Nếu các bạn thích thì hãy cho chị một like, một share để chị có thêm động lực làm các video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn các bạn vào video tiếp theo nha. Bye bye!